Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ hai đội chơi vô cùng dễ thương và duyên dáng. Đội của em mang tên là yêu nữ. Đúng rồi, đẹp toàn yêu quái không? Không phải, có nghĩa là mình chỉ cần nghe cái chữ yêu nữ dễ hiểu là tụi em nhìn rất đáng yêu và rất xinh đẹp vậy thôi. Và em tên là Nam Em, còn đây là chị Hà Thu ạ. Mình là Thu, cái ẩm thực là niềm đam mê từ từ bé của mình. Bởi vậy ở nơi đâu mà có chữ ẩm thực hay nói rõ hơn, cứ là có ăn á, là mình có mặt ngay. Xin chào mọi người, mình là Diệu Linh. Sở thích của mình là ăn uống và đi du lịch. Yêu nữ có nghĩa là đáng yêu và nữ tính, chứ không phải yêu nữ là yêu quái. Cả hai đó anh, nó trộn trộn. Rất nguy hiểm. Sao tôi hái nhìn cái đội này hoài ta? Còn bên đây thì thôi gặp hoài, đây là bên đây mới nè. Dạ, yêu nữ có sức mê hoặc đó anh. À, sức mê hoặc, được, đẹp có quyền, muốn làm gì làm. Các bạn sẽ có tổng thời gian là 2 phút để hoàn thành trò chơi. 2 phút, bắt đầu. Được không? Ổn không? Anh mà đứng đây lần hồi em làm được. Chứ anh nhìn anh thấy là em làm được rồi đó, mới để vô cái rách lá rồi. Cái lá sắt sẵn rồi. Còn cả hai đội chúng ta nhớ là trong một cây xiên là cần phải có 3 cuốn nha. Đây, Nam Em đã thực hiện xong cuốn đầu tiên. Đây không biết là cuốn gì. Vậy ông bạn đứng đây rung quá trời nè. Rồi, đi chỗ khác. Bên đây thì bạn đang trong quá trình lựa lá. Dạ, cuốn này đẹp anh, tươi không anh? Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Cuốn đều ghê đó. Cái ở Củ Chi, cái ở bên quận 8. Các bạn còn 30 giây. Trời ơi, sao mà được. Quá lá gì mà nhỏ nhỏ không à. 10 giây. Còn mấy cái một mình một cái nữa đó con. Rồi, nghe chưa đâu. Đây, chưa một cái nè. 5 giây, 4, 3, 2, 1, và hết giờ. Con đực, la lốt, la lốt. Rồi, bây giờ sẽ mời sản phẩm. Không, mình chỉ cần lựa một que xuyên nào mà đẹp nhất thôi. Bên trái là sản phẩm của đội Nam Em và bên phải là sản phẩm của Nhật Tinh Anh. Của đội anh Nhật Tinh Anh, cái cuốn nó nhỏ đều không? Nhỏ đều luôn. Nhưng mà cái là cái kỹ thuật cuốn của mình đó là gấp mí của hai cái nó đều được hơn bên đội này. Đội này thì cái cuốn cũng rất là đẹp, tuy nhiên là nó không có chắc. Nói chung là nó gọn gàng hơn. Bên đây nó bày hay quá. Thì cái này khi mà mình nướng nó dễ nhưng bị bung ra. Cái này nướng lên nó sẽ đẹp hơn. Có bạn trai chưa? Chưa. Chưa, đúng rồi đó. Cái này nướng lên nó khỏi ăn luôn chứ đẹp gì. Và đội chiến thắng ngày hôm nay đó chính là đội Táo Quân. Yeah! Cùng nhau bước vào đại tiệc. Đại tiệc cá lóc ngày hôm nay là do anh Long chế biến. Kính thưa quý vị, sau khi chơi thì mới biết rằng bên đây nó ăn giỏi lắm. Khéo. Khéo léo. Cuốn nào cũng lấy chất quá. Còn mày sao anh ok. Đẹp không cần ăn, thần thái được rồi. À, đẹp không cần ăn, thử ba ngày không ăn có chết không? Cảm mà. Thôi đừng nhìn. Mình nhìn là mình... Tôi đánh giá nó dẻo. Cái rau, bún, rồi cái lá lốt nướng thơm, cá mềm hòa quyện với nhau. Hòa quyện, ok. Xin mời. Ok la. Mời các em nhìn. Anh Long ăn không với em nha. Thôi em, anh Long có gia đình rồi Ngọc à. Ồ vậy hả? Anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là cái cá này là mình khi mình quết mình có cần phải bỏ gì thêm? Em sợ khi mà làm nó dễ bị tanh. Cái này mình khử với lại một quét gừng chứ. Ngon quá mà. Em rất là mê những cái gì. Trời, nhìn mấy đứa chấm chấm. Trời ơi, coi nè. Đã quá. Nếu mà ăn thì anh nhanh lên. Trời ơi. Nó không có độ dai. Thật sự là quá là lạ miệng luôn á. Rất là ngon. Em thích nhất là cái nước mắm trứng. Không nghĩ là cái cá lóc của mình mà có thể làm cho món nó quyện như vậy được. Và cái nước mắm trứng là một trong những cái mà thành công nhất trong cái món này. Đúng rồi. Nếu mà thiếu cái này là coi như là còn một nửa đoạn thôi. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nhưng mà em thích miếng bầu. Bầu thích miếng bầu nhất. Miếng bầu nó thấm cái ngọt của cái thịt cá ra. Đúng rồi. Cái miếng cá nó rất đậm đà. Nhưng mà cái bầu nó thanh á. Hai cái nó kết hợp lại với nhau á. Đúng rồi. Nó vừa. Bây giờ mình ăn món nào nữa anh? Rồi, món tiếp theo là món cá lóc hấp với lại tàu hũ trứng. Trời ơi trời. Còn dư quá trời này đi. Bỏ cái này qua đây được không? Cá lóc là đặc biệt là cái thịt nó đã ngọt rồi mà còn đem đi hấp thì nó giữ nguyên cái độ ngọt. Làm sao mà sống được đây? Hỡi những người không ăn.
Trời, vừa chín tới luôn á, mềm. Nhục quá, tự nhiên ngồi nhìn mềm. Cái nước sốt bên cạnh, có sốt trứng bên ngoài kìa. Cái đậu hũ nó hòa huyện với cá, không thể nào tin được. Và đặc biệt là có cái tương đậu á, cái tương đậu cái mùi nó dậy mùi hay lắm. Tại này ăn không đứng hình luôn nè. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Wow, wow, cảm xúc. Dạ bóng cá lóc. Đúng ngọt. Cái món này nhà hàng có luôn hả anh? Dạ không anh. Chỉ có ở chương trình. Cái này được, cái này của em cầm vô nó còn thêm cái hương vị của sắc đẹp nữa đó. Chúc em ảo tưởng vui. Trời, sao chương trình này mới biết bị siêu nhu kinh khủng. Nè, có hành vi nè, có tôm khô nè, có chả bông cá nè, đậu phộng nè. Cái quan trọng là có nếp, mà nếp ăn nhiều sẽ bị mập nên. Không có nếp em, nếp là khi chưa nấu còn nấu rồi, người ta gọi là xôi. Cái nếp cơ bản. Trời, đẹp, đẹp không phải là tất cả. Trời ơi. Em là ăn nhiều vô để khỏi bị cái đau bao tử trở lại, nghe chưa? Yeah. Em bị cái gì anh lo lắm, cái gì anh lo lắm. Watch me in the water. Cleanse me in the mercy of you. Thôi em sợ sau chương trình này em sẽ bị giết. Ai ác vợ? Ai vợ, ai vợ? Đây, hoa hậu cuốn. Em gấp cá nè. Em ăn mà em nói không nên lời lắm á. Anh nè, anh nói cái viền này ngon ha anh? Cái viền mới ngon. Dạ, cảm ơn anh. Nó có cái miếng sụn của chả nó mới ngon. Trời, không ăn mà rành quá vậy. Dĩ nhiên, dân sành ẩm thực. Nhưng mà cái đó chưa mà, ăn nguy hiểm lắm. Cá đuối không cá đuối có xương. Cá đuối làm gì có xương. Cá đuối chỉ có sụn với gân thôi. Cá đuối không có sườn. Cái này là chưa, này chị bảy. Cái đó là cái sụn, không phải là cái sườn. Cắn sụn. Thử vô coi, thấy không? Không bị gì hết. Ông hoàn diện quá. Trò quá. Ngon không em? Cái thịt cá đuối dù là nó bị chi phối là bởi rau rồi bởi... Hãy dùng từ chính xác ra, chi phối là chính xác đó. Chứ anh là bị chi phối bởi em rồi đó. Em cắt giùm em cho em cười cái được không? Mà ngon đúng không? Khi mà cuốn với rau với bánh cá đuối á, thì cá đuối lúc nào nó không bị hòa quyện vào rau với bánh tráng. Chắc như là mình ăn vô mình vẫn cảm nhận được cái hương vị riêng của nó. À, tức là khi cuốn với rau khác nhiều mùi nhưng vẫn đặc trưng mùi cá đuối nữa nghe. Đúng, và đặc biệt hay quá, anh nói đơn giản quá mà.